Ôi, chào tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận luôn nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn cảnh ghe mành của Bình Định đang ra khơi nha các bạn. Như thường lệ thì mình cũng chúc cho tất cả anh em trên ghe luôn sức khỏe nha, đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào thắng lợi chuyến đó luôn. Đó, nói chung mùa này cũng mùa mưa bão đó, anh em cũng ra khơi ghe mành ra khơi nha các bạn. Đó, siêu là Bình Thịnh Bình Định nè, 98956TS nha. Ồ, ghe mành Bình Định đang tăng tốc ra khơi nha. Các bạn cùng theo dõi những pha ra khơi và tăng tốc của ghe mành như thế nào các bạn. Đây đó, trước mặt của các bạn cũng là chiếc ghe mành của Bình Định nha. Đó, mặt ghe mở rất lớn, rất đẹp nha các bạn. Đó, đang gặp sóng gió đang chạy ghê không. Sóng gió nhấp nhô, mấy ảnh cũng đang tăng tốc chạy ra khơi mành mà tăng tốc nhìn thấy ớn ăn không. Đó, các bạn thấy không, ngày mình đi đánh bắt làm ăn cũng khấm khá các bạn. Đó thì mình cũng chúc cho toàn thể đại gia đình luôn luôn sức khỏe luôn nha. Thì cũng nhờ cô chú anh chị em xem được clip ủng hộ cho mình luôn. Đó, thì dáng ghe chạy rất là đẹp không, cái mạnh của Bình Định các bạn, ghe tầm 19-20 mét các bạn ơi, đổ đợi thôi chứ không có lớn luôn nha. Đó, đang tăng tốc nha, quá tuyệt vời các bạn. Ghe này mà sơn lên cái nó nhìn rất là đẹp các bạn, nó dài như con lươn bực, con lươn bụng đều sơn màu đen với màu đỏ như là cái kiểu như là pha súc của cà ná các bạn. Cái dạng mành con ghe này cũng mành này nhỏ bạn, chứ không phải mành lớn như dạng đèn cao áp các bạn thấy không, với đèn led nữa, cái quen rất là xịn sò luôn. Đó, anh em cũng đang chuẩn bị cho những chuyến ra khơi đó, nó sắp sửa ra ngoài cửa cảng rồi. Sáng anh em ra khơi đó, nước lớn anh em ra rất là ok luôn. Đó, phồ máy các bạn ơi kìa, rồi xem coi ảnh phồ máy như thế nào nha, nè tăng tốc kia không. Ồ, phi hụt hụt của bạn, phồ máy tiếng o o nhìn rất là dữ luôn. Hôm nay ra mạnh ra khơi rất đầy quy lực đúng không bạn. Đó, ghê không. Đó, sau những ngày nghỉ ngơi anh cũng đã cho những chuyến biển tiếp theo nha, đang chạy rất là phong độ bạn, dáng ghê rất là xinh xò nha bạn. Đã không, anh em cũng đang ngồi hóng gió biển. Hôm nay cửa cảng tương đối sóng gió cũng lớn các bạn. Nó tiếp tục là chiếc giã cào siêu to của đang tăng tốc luôn ha. Nó xịt khói đen luôn, ghê không. Đó, thì mình cũng chúc anh em trên ghe luôn sức khỏe nha, đặc biệt chủ ghe đi chuyến nào thắng lợi chuyến đó luôn. Ồ, chạy xịt khói đen luôn kìa, bạc mạng luôn không. Đó, giả cào của này cũng tầm từ 23 mét các bạn, tầm 6 mét rưỡi. Anh em cũng đang làm lưới dây các bạn không, đang lên cái chữ A thấy không, đang kèo chữ A, đang làm lưới dây để cho ra khơi những chuyến biển đầy thắng lợi luôn nha. Xe Bình Thuận là 868 86 TS. Đó, mặt ghe rất là lớn các bạn, thấy đi phong độ, đi về nhà là thấy khẩm mềm là mình thấy cảm giác rất là vui luôn các bạn. Nói chung mùa này anh em đi đánh bắt cũng khá nhiều cá các bạn, nhưng mà cái này giá nó không có được bình ổn các bạn ơi, nên không có được bội thu cho mấy. Nói chung ghe nào về nhà cũng khẩm mềm các bạn. Các bạn thích trong lúc mà ra khơi ghe rất là nổi bạn không, khi mà về cái ngập khẩm mềm luôn đó. Ngập cái mũi là lúc chạy cấm trước không ạ. Đó, cái cabin thiết kế rất là khác các bạn nha. Nói chung là cabin chỉ có một tầng thôi, cái tầng hầm thì không có nói đi. Đó, không khó nữa mà chính mấy phụ luôn các bạn. Nói chung là giá cào mình cũng anh em chia sẻ, mình đa số sử dụng mấy commit không các bạn. Mình thì mình không biết công suất máy là bao nhiêu mã lực thôi nha, thì anh em nào biết thì vô comment cho mình luôn để cho mình chia sẻ với anh em. Đó, anh em đang làm dây không, chữ A đúng cao luôn bạn. Đó, thấy ghê không. Đó, đang làm dây để cho những chuyến ra khơi khi mà đến được điểm cá mà anh đánh ghê rất là dữ luôn các bạn. Nó chiếc kia giả ra nha, chiếc kia dây các bạn. Đó, chiếc kia dây theo
số hiệu là Bình Thuận là 98378 TS luôn nha. Mình cũng chúc cặp ghe đi chuyến nào thắng lợi chuyến đó luôn. Thì nói chung là anh em là phải đi là phải thuyền đầy khoang cá về, mình khi mà mình quay được cái lúc anh em về thì nói chung là rất là hấp dẫn luôn các bạn. Ghe nào chỉ mẹp vậy quay rất là sướng luôn, anh em vẫy tay chào mình rất là quyết liệt luôn các bạn. Lúc ghe về, nói chung là lúc ghe mới ra thì anh em cũng còn ăn chơi đuối nên không có phong độ bạn. Khi về mà mấy ảnh em bữa mới ghe khác là về để khẩm mềm đúng không ạ, ăn xúc phải cá để đầy trên bon hết luôn. Tôi cản mất mẹ không, sóng gió cũng rất là êm bạn thấy không. Đây chiếc xuồng cũng đang chắc chiếc giả siêu to của Bình Thuận các bạn. Đó, hai cặp ra luôn các bạn ơi. Đó, thì mình cũng chúc cho anh em đi chuyến nào thắng lợi chuyến đó luôn. Nói chung là giá cào của Lucky này tầm từ 22 đến 23 mét các bạn, mẹ ngang 6,5 mét. Thì nói chung là cái độ dày, cái độ xịn sò thì nó không có đẳng cấp, nhưng mà cái độ dày là chịu đựng rất là dữ à. Mặt ghe tớp chứ nước sống rất là dữ luôn các bạn. Cái độ dày là 60 phân, nói chung là đỉnh các bạn. Nói chung ghe là mỗi năm phải bèo độ 1-2-3 lần các bạn, mỗi ghe để bảo trì ghe cho nó xịn sò. Nói chung là những ghe này đa số nó cặp giá cao đấy là không cần xuồng dắt đâu các bạn, cặp này ra phải cần xuồng dắt ra luôn vì nhiều lúc cát bồi lên nên anh em cũng ớ e ngại chuyện mà ra khơi để dính mới còn bãi cát mà, nên xuồng dắt ra nó rất là an toàn luôn. Nước ngoài không tốn ba độc ba còng mà nhưng mà an toàn cho ghe. Đó, mình cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ và góp ý cho cơ Bình Thuận với chút thời gian qua luôn nha. Và những gì còn thiếu sót thì anh em cũng cứ bình luận phía dưới, hoặc anh em nào còn thiếu bạn đi thì cứ bình luận phía dưới luôn để cho mình giới thiệu anh em bạn bè cùng đi luôn nha. Đó, chiếc kỳ giả ra các bạn, chiếc kỳ dậy phía sau nè các bạn, thêm hôm nay nước lên rất là lớn rồi thấy không, nó ngập lên cái bờ kè bạn thấy không. Bình thường là ghe này là hút dưới các bạn, nhìn thấy là rất là sâu luôn. Hôm nay thì chiều lên là ghe ra phải cần xuồng dắt luôn. Đó, thì mình cũng chia sẻ với tất cả anh em những khung cảnh ghe vào cửa cảng đẹp. Thì mục đích của kênh Bình Thuận Giáo Yêu là chia sẻ đây là vui những làm kỷ niệm luôn. Thì những lúc anh em đi ghe về rảnh rỗi xem được clip, hoặc anh em không còn ghe nữa thì về xem clip ủng hộ mình luôn. Thì những gì mình nói còn thiếu sót hay là sơ suất gì đó thì anh em cũng cứ góp ý cho mình nghe, để cho kênh mình nó một ngày một hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và yêu mến kênh Bình Thuận Giáo Yêu suốt thời gian qua luôn. Thì cũng có nhiều anh em là kêu mình đi ra quay cảnh đánh bắt trực tiếp ngoài khơi nên mình bị say sóng nên mình không có đi ghe được nha các bạn. Các bạn thông cảm cho mình, thì mình cũng chia sẻ khung cảnh sang cá lên cá cho các bạn xem thôi. Thì anh em nào cô chú yêu mến mình hãy vô ủng hộ mình và chia sẻ với mình để cho cơm mình nó lan tỏa hơn nha. Đó, chiếc ghe dây này cũng đang tăng tốc các bạn. Đó, cặp giả cào với một chiếc ghe mành hôm nay ra khơi cũng khá là nhiều bạn đúng không? Cặp ghe mành, và hai cặp giả cào, tức như là 4 ghe ra bạn. Và mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng cơm mình Thuận Giáo Yêu trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn. Video mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo kênh Bình Thuận Giáo Yêu. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đồng hành trong suốt thời gian qua nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo kênh Bình Thuận Giáo Yêu luôn ạ.